em xem một cái nguyên lý hoạt động là khi mà cái xe đang bình thường này, đúng không này, mở khóa tức là đánh thức nhá. Rồi nhưng bây giờ mình không đánh thức thì không, có phải không, tức là mình không vặn núm đúng không? Mình đánh thức mình không vặn núm thì có phải là mình nhấn cái nữa này là lốc không? Đúng. Hiểu vấn đề không? Đúng. Rồi và nhấn cái nữa này là mở. Đúng. Và cứ nhấn là lốc. Đúng. Là có nghĩa là như thế này, mình đã đánh thức nhưng mà mình chưa có on chìa. Khi mình chưa có on khóa lên thì con SCU không có điện, và SCU không có điện thì chúng ta nhấn cái lần hai là lốc. Rồi vậy thì bây giờ khi mà chúng ta đánh thức được rồi và mở khóa lên này, rồi và lúc này con SCU đã có điện thì các bạn đừng nhấn lần hai này. Đó, nhấn lần hai là nó không có không lốc được nữa. Rồi. Tại vì SCU có điện và nó làm việc rồi. Hình dung được chưa? Rồi. Vậy thì cái ban bệnh ở đây của chúng ta là như thế này. Khi bị ban là chúng ta đánh thức được, chúng ta mở khóa cũng được luôn, nhưng mà chúng ta nhấn đề thì nó lại lốc lại. Đó, thì có nghĩa là con SCU chưa có điện, nguồn sau khóa. Nó chưa đủ nguồn để nó nuôi, nguồn để nó hoạt động. Quá, nhưng mà nguồn trước khóa, đúng rồi. Đúng rồi, nguồn sau khóa. Chứ còn nếu nguồn trước khóa là không mở được khóa. Đúng. Còn rồi. Đây là nguồn sau khóa không có. Ok không? Thì sau này anh em sẽ gặp cái ban bệnh này ở trên xe là ban đứt cầu chì liên tục. Tức là cái bệnh hiện tượng ấy, cái ban là ban đứt cầu chì là cái hiện tượng y chang này. Là sau này những cái dòng xe đời mới giờ hay bị vậy đó. Mà nó đứt cầu chì liên tục là do các châu quá. Không phải đứt cầu chì liên tục, nói nhầm, không phải đứt cầu chì liên tục mà bị đứt cầu chì là cái hiện tượng này nó hay xảy ra. Hiểu không ạ?